Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay đang là buổi tối ngày 26 tháng 1 năm 2019, tức ngày 21 tháng Chạp năm 2018 âm lịch. Và đồ gỗ Thành Luân tôi là đang tấp lập hoàn thiện các sản phẩm để bàn giao cho các khách hàng ở miền Trung Tổ quốc. Mà lúc này đồng hồ đã chỉ vào là 20:41, tức là 8:40 buổi tối. Như quý vị đang xem, tôi quay tại xưởng mộc tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi là đang rất tấp nập với các công việc. Từ tháng 7 tới 8, tháng 9, tháng 11 và bây giờ tháng 12, đội ngũ thợ chúng tôi là làm tối kịch liệt, hầu như ngày nào cũng phải làm tối. Quý vị đang thấy đây, rất đông các đội ngũ thợ của chúng tôi, các nghệ nhân rất đông đang tấp lập hoàn thiện các sản phẩm để kịp tiến độ bàn giao cho các khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán này. Quý khách có thể bớt chút thời gian về trực tiếp tại showroom và xưởng sản xuất của Thành Luân chúng tôi để tham quan và mua sắm chiêm ngưỡng các sản phẩm đẳng cấp. Bây giờ quý vị đang xem chúng tôi quay tại showroom xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Rất đông, công nhân chúng tôi là rất đông, đội ngũ thợ rất hùng mạnh hoàn thiện các sản phẩm. Còn đây nữa, phía này nữa, rất đông. Chúng tôi là phải củng cố hết tất cả các lực lượng để kịp tiến độ. Đây có các bà mài giáp ngực. Đây là bà Dinh. trưởng ban của ban mài giấy giáp. Trưởng ban giấy giáp bà Dinh. Đang thấy trên mình rất đẹp. Chúng tôi là phải củng cố hết tất cả các lực lượng trong những buổi tối ngày giáp Tết này. Chúng tôi phải tầm được khoảng hơn 20 thợ làm tối để mới kịp được tiến độ để bàn giao cho các khách hàng. Các khách nào có thể bớt chút thời gian về trực tiếp cơ sở Thành Luân chúng tôi để tham quan và mua sắm. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.